Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký định danh điện tử qua VNEID Đầu tiên chúng ta vào App Store để chúng ta download cái phần mềm VNEID vào Các bạn vào App Store xong các bạn tìm kiếm với cụm từ là VNEID Thì nó sẽ ra phần mềm mà chúng ta download về Download về phần mềm này thì nó chắc chỉ mất khoảng 20 giây để chúng ta đăng ký thôi Đang, Chúng ta download về Đây các bạn thấy download rất là nhanh Sau khi download xong thì các bạn mở cái ứng dụng này lên Tiếp theo là chúng ta sẽ đăng ký. Ở đây thì nếu các bạn có ID rồi thì các bạn đăng nhập vào còn nếu các bạn chưa có thì các bạn ấn nút đăng ký, ấn vào chỗ đăng ký. Ở đây thì mình đăng ký mới. Sau đó chúng ta nhập cái số căn cước công dân với lại cái số điện thoại. Đây là thông tin cá nhân nên mình xin phép che đi. Sau khi nhập hai cái thông tin này xong ấy, chúng ta tiếp tục ấn chữ đăng ký. Sau khiến đăng ký xong thì ở đây nó sẽ cho chúng ta quét cái mã QR trên cái thẻ căn cước công dân ý. Các bạn quét xong thì nó sẽ loát một loạt các thông tin cá nhân vào ờ, cái thông tin này Và các bạn để ý nếu có cái gì sai sót thì các bạn chỉnh sửa Sau đó chúng ta ấn chữ đăng ký Và hệ thống sẽ gửi cho chúng ta một cái mã về số điện thoại mà chúng ta đăng ký Sau đó chúng ta nhập cái mã vào là xong Tiếp theo là chúng ta thiết lập mật khẩu Mật khẩu ở đây thì các bạn để ý là nó có cả chữ số hoa, chữ số thường, ký tự là từ 8 đến 20 Rồi có cả ký tự đặc biệt, do vậy các bạn đặt cái mật khẩu này cho đúng Sau đó các bạn nhập lại cái mật khẩu ở ô bên dưới à, Các bạn chú ý nhé, nó đầy đủ các thành phần này thì nó mới đăng ký được À, mới nhập được cái mật khẩu nhé, còn nếu không là nó sẽ báo lỗi Sau khi mà các bạn nhập xong thì các bạn ấn chữ xác nhận Để chúng ta kết thúc cái phần nhập mật khẩu Thiết lập mật khẩu sau khi thiết lập xong thì nó sẽ cho chúng ta cái thông tin lại để chúng ta đăng nhập lại thì các bạn điền cái thông tin lại vào thôi. Sau khi nhập mật khẩu xong thì nó đăng ký đăng nhập vào. Và ở đây nó sẽ có hai cái dự kiện. Một là đăng ký cái tài khoản mặc định uh, mức 1 và mức 2 thì hai cái mức này nó sẽ khác nhau nhưng mà cái mức 1 là đăng ký online, còn mức 2 thì phải ra cơ quan công an làm trực tiếp. Thì ở đây chúng ta chỉ có thể đăng ký được online thôi. Còn cái dịch vụ mà mức 1 mức 2 có thể làm được thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Nó có một số những cái dịch vụ nó ghi rất rõ ràng ở cả mức 1 mức 2. Ví dụ như là mức 1 ở đây là phòng chống dịch này, tích hợp với lại các thẻ căn cước này vân vân. Mức 2 thì nó cao hơn thì nó nó chứa các thông tin cá nhân như uh, nhiều hơn vì nó tích hợp vào trong điện thoại. nên là cái này nó phải làm ra cơ quan trực tiếp nó làm thì mới được. Sau khi mà chúng ta chọn ở đây thì tôi hướng dẫn đó là mức 1 các bạn ấn vào cái mức 1 thôi làm trực tuyến Rồi nó lại bắt đăng nhập lại thì chúng ta đăng nhập Sau khi đăng nhập xong thì chúng ta ấn chữ đăng ký là xong Thì ở đây nó sẽ mất cái thời gian cho phép chúng ta để chúng ta chờ cho uh, cơ quan nhà nước họ xử lý Thì chúng ta ấn chữ đăng ký bắt đầu là xong thôi sau khi chúng ta ấn bắt đầu ở đây ấy, thì nó cho phép cái tính năng là NFC để quét cái chip ở trong cái thẻ căn cước công dân ấy. thì nó đối áp dụng với lại một số những cái dòng điện thoại ví dụ như là dòng iPhone hoặc cái dòng điện thoại đời cao ấy. thì các bạn cứ ấn tôi đã hiểu sau đó các bạn để cái thẻ căn cước công dân gần với lại cái điện thoại để mặt ở mặt sau ấy. thì nó sẽ quét cái thông tin của các bạn vào trong cái thẻ này nó đọc thành công sau đó chúng ta ấn tiếp tục tiếp tục ở đây thì nó lại yêu cầu chúng ta là chụp hình thì nếu mà các bạn không biết cách chụp thì các bạn xem cái video nó họ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để chụp ở đây thì mình biết rồi nên bỏ qua cái video này mình vào chụp luôn các bạn chụp ảnh ở cái này thì nó gần nó yêu cầu là cái mặt của mình nó phải gần với lại cái sáp với lại cái viền màu trắng nó sẽ có một cái viên màu vàng viên màu trắng thì các bạn để cái viên màu vàng màu trắng nó gần với nhau cho mặt nó to nó sát vào được là được và ở đây thì các bạn không nên đeo kính không nên đeo khẩu trang không nên đội mũ vân vân để nó che mất cái khuôn mặt sau khi mà chúng ta chụp ảnh xong ấy, thì là xong ở cái khâu chụp ảnh này thì nó hơi lâu tại vì các bạn phải căn cho nó vừa đúng vào cái khung hình của cái máy ảnh của cái cam ấy thì nó sẽ được À, chúng ta cứ lựa lựa một lúc thì chúng ta sẽ thấy là được. Sau khi mà máy nó nhận xong ấy, thì nó sẽ báo cho chúng ta biết là máy nó quét xong cái hình ảnh cái dữ liệu. Sau khi mà quét xong dữ liệu rồi thì nó sẽ hiển thị lại, hiển thị lại cái đăng ký cái mức độ 1 của mình, cái số tài khoản. Sau đó chúng ta ấn xác nhận là chúng ta đã thành công, đăng ký thành công cái tài khoản mức 1, cái thông tin cá nhân của mức 1. Đấy. Bây giờ chúng ta chỉ đợi cái cơ quan chức năng họ xử lý cái thông tin của chúng ta là xong. Đây là toàn bộ cái hướng dẫn của mình giúp cho các bạn đăng ký được cái tài khoản VNID ở mức 1. Xin trân trọng và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.